Xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với dự án khu đô thị Sun Park và hiện nay Tấn đang di chuyển ở những bước chân trong phân khu 1B ở tại dự án khu đô thị Sun Park của chúng ta. Thưa các anh chị, với phân khu 1B bao gồm phân khu 1B1 phía bên này và phía bên này đó chính là phân khu 1B2 và cuối cùng phía bên này đó chính là phân khu 1B3. Thì hiện nay cái cung đường mà 40m này thì vừa mới được mở rào tôn phía bên này. Đó cho nên là chúng ta sẽ được vào trong là chúng ta tham quan những căn shop villa mà các anh chị mình đang theo dõi trên màn hình. Đây là những căn shop villa. Một không gian vô cùng đẹp và theo phong cách nghỉ dưỡng chuẩn resort 5 sao mà chủ đầu tư Sun City đã thiết kế cũng như là đã bàn giao, đã thiết kế hình thành nên một cái khu đô thị đẹp như thế này các anh chị. Và sắp tới chúng ta sẽ tiến hành những thủ tục liên quan đến căn nhà ở tại phân khu dự án Sun Park phân khu 1B này. Và xin giới thiệu cho các anh chị một số thông tin về cái phân khu này các anh chị nhé. Như các anh chị mình phía bên này, các anh chị mình đang theo dõi, thì những căn shop house nằm ở mặt tiền đường 40m này có diện tích là ngang 20 và 29 là 580m2 nằm ở mặt phía bên này. Khu phía bên này đó chính là phân khu 1B1, diện tích là ngang 20 và 29, xây dựng là 1 trệt và 2 lầu, diện tích là 580m2. Giá bán của chủ đầu tư trung bình khoảng chừng 12-13 tỷ một căn, tầm khoảng trên dưới 14 tỷ một căn. Và hiện nay trên là trung bình khoảng chừng trên dưới 2 tỷ một căn thưa các anh chị, là những căn shop villa như thế này. Đó, và hiện nay hình thành lên rất là đẹp. Và cái dãy này của mình á, thì phân khu 1B1 dãy shop house này chỉ có 15 căn thôi. Và tiếp theo phía bên này các anh chị mình quan sát phía bên này chúng ta sẽ có diện tích là 440m2, ngang 20 và 22, xây dựng cũng là 1 trệt và 2 lầu. Và giá của chủ đầu tư những căn shop villa này thì có giá trên dưới 12 tỷ một căn. Và hiện nay giá trên lệch trung bình là khoảng chừng trên dưới 2 tỷ một căn. Đây là những căn shop villa. Còn những căn phía bên trong thì có diện tích có hai diện tích phổ biến. Một là diện tích là ngang 15 và 20 là 300m2, xây dựng là 1 trệt và 2 lầu. Theo phong cách kiểu Pháp thiết kế thì cũng rất là đẹp. Có giá bán trên dưới 8 tỷ một căn. Và ngoài ra chúng ta sẽ có những căn ngang 16 và 22 sẽ lớn hơn một xíu so với sản phẩm ngang 15 và 20. Thì ngang 16 và 22 là 352m2, xây dựng cũng là 1 trệt và 2 lầu. Và có giá bán trung bình khoảng chừng trên dưới 9 tỷ một căn. Đó. Và hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời và Tấn xuống như này để quay clip lại đến cho tất cả các anh chị là những cư dân cũng như khách hàng đã mua cái phân khu 1B này để chúng ta xem được những hình ảnh thực tế về tiến độ cũng như là về những hình ảnh mới nhất của dự án khu đô thị Sun Park để các anh chị mình có thể là cập nhật những hình ảnh mới nhất về căn nhà của mình. Và nếu anh chị chúng ta đã và đang quan tâm tìm hiểu dự án này thì chúng ta có cơ hội thấy những hình ảnh thực tế nhất để chúng ta sớm quyết định cho mình chọn những căn ở vị trí đẹp phù hợp với lại nhu cầu của gia đình mình các anh chị nhé. Và trong clip này các anh chị mình hãy xem những cái link phía bên dưới để xem những hình ảnh về flycam thực tế về những phân khu, ví dụ 1A, 1B hay là những phân khu ở tại dự án Sun Bay của mình, để các anh chị mình có một góc nhìn tổng quan hơn về cái thị trường Nhân Trạch. Và ngay bây giờ đây xin mời các anh chị hãy cùng với Tấn đi một vòng để xem những hình ảnh thực tế của dự án này đã hình thành tới đâu và xây dựng như thế nào các anh chị nhé. Thưa các anh chị, và hiện nay xe của chúng ta đang di chuyển trên trục đường 40m và phía bên hai mặt tiền đường của chúng ta đó chính là những căn shop house được thiết kế là 1 trệt và 2 lầu, có diện tích ngang 20 dài 22, và những căn phía bên tay phải các anh chị có diện tích là ngang 20 dài 29, 580m2. Và giá của chủ đầu tư thời điểm mở bán trung bình khoảng chừng 12 cho đến 14 tỷ một căn, và hiện nay giá chênh lệch trung bình khoảng chừng 2 tỷ cho đến 3 tỷ một căn. Và chúng ta đang di chuyển trên trục đường 40m, đây là trục đường khá là đẹp với hai đường hành lang, đó chính là đường đi bộ dọc theo cái trục đường chính của chúng ta. Và bây giờ phương tiện của chúng ta đang di chuyển hướng đến ngay chỗ trục đường 7A và trục đường N2 ở tại dự án khu đô thị Sun Park. Và bây giờ phương tiện của chúng ta quay trở lại một lần nữa với
dòng sản phẩm shop house, và chúng ta đang di chuyển trên trục đường 40m. Cây xanh cũng như là dự án của chúng ta đã hình thành rồi, và sắp tới đây thì chúng ta sẽ bàn giao nhà cho cư dân, những anh chị chúng ta đã mà và đang sở hữu những căn biệt thự ở tại phân khu 1B này, thì các anh chị mình chuẩn bị sẵn sàng những thủ tục giấy tờ để sắp tới chúng ta sẽ nhận bàn giao nhà các anh chị nhé. Phía bên tay trái màn hình đó chính là phân khu, cũng là cổng 1B1 thưa các anh chị. Đây là cổng 1B1, đây là cái cổng ra vào. Khu 1B1 sẽ là khu an ninh 24/7, còn khu 1B2 và 1B3 sẽ là khu mở, có thể ra vào cũng như thông quan cái khu tiện ích của chúng ta mà không có sự kiểm soát quá chặt chẽ từ phía bên bảo vệ an ninh. Một số hình ảnh vừa rồi chúng ta quan sát đó chính là những căn biệt thự shop house có thiết kế là ngang 20 và 29. Dãy này thì chỉ có 15 căn thôi. Và hiện nay có rất là nhiều khách hàng đang tìm hiểu để chọn mua cho mình những căn ở vị trí như thế này để đầu tư, cũng như là những căn shop house thì như các chị mình biết đó, vừa có chức năng là vừa ở được và vừa kinh doanh được. Cho nên là rất là thu hút những khách hàng đã và đang quan tâm đến dòng sản phẩm này để mua, cũng như là về đầu tư lâu dài thì những sản phẩm này có giá trị tăng giá rất là tốt và thanh khoản thì cũng rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta đang đi một vòng phân khu 1B1. Với phân khu 1B1 này có tổng số lượng căn là 100 căn. Thì chúng ta sẽ có 3 thiết kế. Thiết kế mà vừa rồi chúng ta có quan sát đó chính là những căn shop house. Chúng ta sẽ có 2 cổng, một cổng vừa rồi chúng ta có quan sát và một cổng nữa thì nằm ở phía bên khu này ạ. Thiết kế thứ nhất là shop house, thiết kế thứ hai là những căn shop villa. Shop villa thì có thiết kế là một trệt và một lầu, không có hầm thưa các anh chị, cũng là chỉ có một trệt và một lầu thôi. Diện tích là ngang 20, dài 30, 600m². Giá của chủ đầu tư trung bình khoảng chừng trên dưới 13 tỷ một căn, và hiện nay thì giá chênh lệch trung bình trên dưới 1,5 tỷ cho đến 2 tỷ một căn. Và bây giờ hiện nay khách hàng mới thanh toán chỉ có 50% thôi, cho nên nhờ anh chị chúng ta mua thì chúng ta chỉ trả 50% sau khi mà chúng ta nhận nhà, chúng ta sẽ thanh toán 45% và 5% còn lại chúng ta khi nào chúng ta nhận sổ thì chúng ta sẽ thanh toán khoảng 5% cho chủ đầu tư. Rồi chúng ta đang di chuyển trên trục đường. Trục đường này là 47m, tuy nhiên là sẽ có con luông chính giữa, cho nên mỗi bên chia ra trung bình khoảng chừng 23m. Và hiện nay chúng ta đang đi hướng của con luông theo kế bên dự án Xuân Bắc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với trục đường 35-40m. Thì trục đường này thì một bên á, thì phía bên tay phải là phân khu 1A. Với phân khu 1A này thì là với tổng số lượng căn là 710 căn đã được chủ đầu tư Swan City mở bán vào năm 2017 và hiện nay cũng đã bàn giao nhà rồi. Có những cái sản phẩm ví dụ như nhà phố, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và những căn shop house mặt tiền đường lớn, giá trên dưới 10 tỷ một căn. Rất là đẹp thưa các anh chị. Chúng ta đang di chuyển trên trục đường 7A. Trục đường này thì kết nối trực tiếp với đường Tôn Đức Thắng để đến với phà Cát Lái, hoặc là đi xuống sân bay quốc tế Long Thành, hoặc là xuống quốc lộ 51. Sau này thì có đường Vành Đai 3 thì chúng ta di chuyển trên trục đường này và đến với đường Vành Đai 3 thông qua đường Tôn Đức Thắng. Hoặc là dự án của chúng ta thì xây dựng theo cái quy hoạch 1/2000 trên thiết kế trở thành một cái khu đô thị chuẩn resort, cũng như là khu đô thị mang gọi là khu đô thị điển hình, đó là một cái biểu tượng của nhân trạch trong tương lai. Cho nên là chúng ta quy hoạch rất là đẹp thưa các anh chị. Và trên màn nhỏ các anh chị đang theo dõi cũng là những căn shop house được thiết kế là một trệt và hai lầu. Những căn shop house này thì cũng giống như ở trục đường 40m vừa rồi chúng ta có tham quan. Thì những căn này sẽ có diện tích nhỏ hơn một xíu là ngang 16 và 22 là 352m², xây dựng ở 1/2 lầu. Đường này là đường trung bình khoảng chừng đường 47m thưa các anh chị ha. Và đối diện những
cái trục đường này đó chính là một cái mảng công viên hơn 4 hectare rất là đẹp. Cho nên chúng ta, những anh chị chúng ta đã và đang quan tâm đến sản phẩm ở tại khu Swan Park, phân khu 1B hay là phân khu 1A, hoặc là thậm chí là dự án phân khu The Icon Swan Park, mà các anh chị mình cân nhắc đến cái sản phẩm hay là cái vị trí nào các anh chị mình có nên thực sự là có đáng để mua hay không, thì các anh chị mình cứ liên hệ đến số hotline trên màn ảnh nhỏ để được tư vấn cũng như hỗ trợ các anh chị mình chu đáo, cũng như là những cái thông tin chi tiết nhất có thể từ phía bên phòng kinh doanh của chủ đầu tư cũng như phía bên Tấn các anh chị nhé. Và tiếp theo, trên màn ảnh nhỏ chúng ta đang quan sát đó chính là những căn biệt thự đơn lập thiết kế là ngang 15, dài 20, 300m², giá của chủ đầu tư trên dưới 7 tỷ rưỡi đến 8 tỷ một căn, và hiện nay giá chênh lệch trong bình khoảng trên dưới 1 tỷ. Và công trình của chúng ta cũng đang xây dựng những cái tuyến đường kết nối giữa tất cả những cái phân khu lại với nhau. Đường xá chúng ta làm rất là đẹp. Công trình cũng như là mảng xanh mà khi mà chủ đầu tư bàn giao thì các anh chị mình quan sát đường thì hiện nay chúng ta chưa có vẽ đường hành lang trên đường để chúng ta gọi là cái giải phân cách á, thì chúng ta chưa có vẽ tại vì đường này cũng vừa mới làm xong, thì Tấn cũng chạy vào đây trong này để Tấn review đến cho tất cả các anh chị và những cư dân cũng như khách hàng đảo mà đang quan tâm đến cái sản phẩm thuộc phân khu 1B này mà chưa có cơ hội xuống đây tham quan thực tế, cũng như là cũng một thời gian khá là dài rồi Tấn cũng như là một số anh em ở phía bên công ty cũng không có liền review lại cho các anh chị, và hôm nay Tấn cũng dành một ít thời gian để review đến cho các anh chị. Cho nên những anh chị chúng ta đã và đang quan tâm đến dự án này thì hãy đừng quên like và đăng ký kênh video này, để sắp tới đây Tấn sẽ cho ra những video liên tục về cái phân khu này của mình cũng như phân khu khác và các phân khu của dự án Swan City, của chủ đầu tư Swan City, để các anh chị mình thường xuyên cập nhật, cho để không bỏ lỡ những video thường xuyên cập nhật từ phía bên phòng kinh doanh của chủ đầu tư cũng như phía bên Tấn, thì các anh chị hãy đừng quên hãy đăng ký kênh ngay phía bên dưới để sớm nhận được những thông tin cũng như những video mới nhất cập nhật liên tục các anh chị nhé. Đó, như các anh chị phía bên tay trái màn hình, đó chính là những căn shop house xây dựng là 1/1 lẫn và 2 lầu, diện tích là ngang 7m1 dài 7m2 dài 21, khoảng 151m², thì giá của chủ đầu tư thuộc phân khu này thì đó chính là phân khu 1A phía bên tay trái màn hình á. Những căn này thì là chủ đầu tư mở bán khoảng chừng 4 tỷ rưỡi một căn vào năm 2017 và hiện nay trung bình khoảng chừng 8 tỷ rưỡi trên 9 tỷ một căn. Giá rất là tốt thưa các anh chị. Và hiện nay thì rất là ít khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng. Mà nếu như chuyển nhượng thì cũng mua bán rất là nhanh. Có rất là nhiều khách hàng đặt hàng. Tuy nhiên thì sản phẩm bên đây thì cũng khá là khan hiếm thưa các anh chị. Và bây giờ chúng ta cùng vòng lại một lần nữa về phân khu 1B. Trục đường 40m, Tấn rất là ấn tượng với những trục đường lớn như này. Với phân khu 1B thì phân khu phía bên tay trái màn hình nhỏ các anh chị đang theo dõi, đó chính là phân khu 1B1, đây chính là phân khu cầm bao an ninh 24/7. Ở trong này chúng ta sẽ có một khu clubhouse riêng biệt dành cho phân khu 1B1. Chúng ta sẽ ra vào bằng hai cổng chính, một cái cổng phía bên này, hai là cổng phía bên đằng sau kia nữa, thì đều là an ninh 24/7, đảm bảo tuyệt đối an ninh 3 lớp. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có phân khu 1B2 và 1B3. Thì với 1B2 và 1B3 thì là cái khu mở, cho nên là những anh chị chúng ta là khách hàng, là những cư dân hay là khách đi tham quan thì có thể ra vào chúng ta xem, chúng ta cùng đi dạo trong này cũng khá là thoải mái, không có ảnh hưởng gì. Đó, có nhân viên bảo vệ, tuy nhiên thì cũng không có kiểm soát an ninh 24/7, cho nên là các anh chị mình có thể vào tham quan thoải mái các anh chị nhé. Thì với phân khu 1B2 và 1B3 chúng ta sẽ có đại công viên rộng khoảng chừng 4 hectare lận. Ở trong khu này được xem là khu khá là sầm uất, sau này thì khu này sẽ phục vụ cho cái việc kinh doanh, buôn bán hay là các anh chị mở công ty thì có thể là khai thác những căn biệt thự như thế này thì cũng rất là tốt. Tại vì khi mà các anh chị mình để nhân viên cũng như là khách hàng đối tác của chúng ta ra vào á, thì có thể là chạy đến cái căn nhà của anh chị mình luôn để có thể là ký kết những giấy tờ hay là làm một số thủ tục rất là thuận lợi, không có ảnh hưởng gì đến nhiều đến vấn đề an ninh xung quanh.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến phân khu 1A và đến với phân khu The Icon Swan Park. Vừa rồi chúng ta triển khai thì đã xây dựng tới đâu rồi? Thì phía bên tay trái màn hình các anh chị đang theo dõi đây chính là Sunny Park. Đây là cái khu Clubhouse. Và vừa rồi thì có một cái đơn vị cũng vào thuê và bây giờ cũng đang khai thác khá là tốt. Và một lần nữa phía bên tay trái đó chính là khu Shell Gallery, nơi mà chúng ta đặt sơ bàn cũng như các mẫu nhà. Khi mà các anh chị vào tham quan thì chúng ta sẽ vào bên đây trước. Ở hai bên 1A thì có 1A1 và 1A2. Tổng số lượng căn là 710 căn thì cũng đã bàn giao xong hết rồi. Cư dân về ở trung bình khoảng chừng 10-20% và một số lượng lớn khách hàng cũng đang làm nội thất nữa. Cho nên sắp tới đây sẽ là một cái nơi mà có mức độ lấp đầy khá là tốt. Rồi chúng ta đang di chuyển trên trục đường 40m để đến với phân khu 1A3. Phân khu 1A3 có tên gọi là Swan Park, The Icon Swan Park. The Icon còn gọi là biểu tượng, cái tên tiếng Anh là The Icon tên. Và bên này có tổng số lượng căn là 90 căn, vừa rồi chúng ta cũng đã bán khá là thành công, giá từ 30 tỷ cho đến 83 tỷ một căn. Căn thấp nhất rồi tầm khoảng chừng 22 tỷ. Thì diện tích từ 700m² cho đến 1947m². Tuy nhiên diện tích phổ biến là 700m² và 1050m², ngang 20 dài 35 và ngang 30 dài 35. Đó là diện tích như vậy. Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã theo dõi clip. Hy vọng những thông tin chia sẻ vừa rồi thì sẽ hỗ trợ cũng như giúp ích cho các anh chị khi mà chúng ta đi tham quan cũng như là tìm hiểu sản phẩm ở tại phân khu Swan Park, phân khu 1B, phân khu 1A cũng như phân khu 1A3. Hy vọng sẽ sớm được hỗ trợ cũng như hợp tác đến với tất cả các anh chị là những cư dân cũng như khách hàng hay là những bạn đang tham gia tư vấn dự án này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi. Và đừng quên like and subscribe đăng ký kênh các anh chị nhé.